Dạ, xin chào cả nhà quay trở lại với kênh của Chú Chè Bông nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay cái hoa hồng thanh tú bên vườn mai nhà em cắt cái cây gốc nhớt á cả nhà. Nó nở hoa quá trời luôn, thì cũng muốn quay cho cả nhà mình cùng xem cái hoa này nó như thế nào. Thì đặc biệt là cái hoa này nó là bông chùm như thế này nha. Chùm luôn cả nhà. Đó, đây. Chỉ có một nụ thôi mà nó ra một chùm. Còn đây là những cái búp chưa nở nữa này nha. Đó, những cái búp chưa nở nữa nè. Cái cây nó có chút xíu vậy nè mà nó nở vậy á cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Hôm nay giờ chúng ta lấy vo nhân giống ok cả nhà. Thì hoa hồng thanh tú bên em giá hiện 100.000 cây nha, 100.000 cây. Đó, đây có mấy cái chùm hoa nữa nè. Nói chung là nó ra bông chùm không à cả nhà. Chùm luôn á. Đây ha. Thì em cũng muốn quay cho mình cùng xem. Đó, đây nè. Đó, bông chùm như thế này không nha. Đó, cây thì cao chắc khoảng 2 tấc cả nhà. Thì giá là 100.000 một cây nha. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một ha. Đó, đây là hoa của cây hoa hồng thanh tú. Thì khi em giao thì em sẽ lựa những cái cây cứng cáp mà để giao cho khách nha. Đó, cây như thế này nè. Đó, thì nó cao chắc con gang tay em, nhưng nó cũng có một vài nhánh nữa ha. Đó, thì giá là 100.000 một cây nha. 3 cây bao ship và 10 cây em sẽ tặng một. Khi gửi thì em sẽ vô dây chỉnh sửa mấy cái này nha cả nhà. Chỉnh sửa hết ha. Bạn gửi nó không có bị gãy á. Trời coi hoa nè. Hoa rất là đẹp. Và đặc biệt hoa hồng thanh tú có một số là không nhị nha cả nhà. Ví dụ như một chùm nó sẽ có cái không nhị và cái có nhị. Đó, như thế này nè, cây này nè. Đó. Rồi đây thì đọt của nó là đọt đỏ như thế này, rất là đẹp nha. Giống hoa hồng thanh tú phải nói là mọi người rất là yêu thích luôn á, bởi vì nó có nhiều đặc trưng rất là đẹp. Đây, đọt đỏ ha. Đó. Ai thích hoa hồng thanh tú thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.